nay, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, được thần Phật che chở, tránh họa đắc phúc, trúng số phát tài, mua nhà tậu xe, đổi đời cải vận, tiền vàng nhét chật két, đúng trong 3 tháng phát tài cực mạnh này. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 mang mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời. Do đặc tính của nước nên họ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là những sự vật, sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn tới thành công của họ. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú, họ thích tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị thật cao trong xã hội. Họ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác. Nhìn chung tuổi Bính Ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú và thoải mái, có hiểu biết rộng, có lý tưởng sống cao đẹp và không ngại khó khăn gian khổ. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Cùng nhìn lại quãng đường đời mà người tuổi Bính Ngọ đã đi qua, dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua 5 tháng cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ cũng tôi rèn cho mình một thân bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, Bính Ngọ khi đứng trước mọi việc đều không còn xao động, não loạn tâm can nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác phải chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Bính Ngọ có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị. Họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Bính Ngọ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc là không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì như một loại hồ đồ, kỳ thực không phải. Ngược lại, đó là một loại thông minh sáng suốt vô cùng, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình. Nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở độ tuổi này, khi đối đãi với người, Bính Ngọ luôn luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Bính Ngọ là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là quãng thời gian chui rèn, khiến Bính Ngọ nâng cao tới một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Năm 2024 âm lịch, chắc hẳn người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ vô cùng mong chờ vận mệnh tốt đẹp với mình, có đúng không ạ? Tuy nhiên,
Theo lá số tử vi cho thấy, năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, quý vị lại vướng vào cục diện Ngọ Thìn bình hòa. Tuy nhiên, nếu quý mệnh chủ chặt bật 3 tháng phát tài này, thì quý vị ắt hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2024 âm lịch, thì xin quý vị cùng theo dõi tiếp theo sau đây. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi 2024, tuổi Bính Ngọ, nam mạng và nữ mạng, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp bình hòa, ít chịu tác động xấu từ ngoại cảnh, chủ động lo liệu công việc đâu ra đó. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn bình hòa, vận khí bình ổn, công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt, tài lộc duy trì ổn định, có khoản tích lũy tốt, gia đạo hay sức khỏe ở mức hài hòa, không có quá nhiều bất lợi. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, khó tránh lúc đau yếu, suy nhược cơ thể, các bệnh liên quan tuổi già. Gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, xung đột nhưng không quá nghiêm trọng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ đón một năm bình ổn, ít biến động, hầu như không còn biến cố nào quá lớn. Đương số chủ động lo liệu mọi việc, công việc tiến triển bình ổn, tiền bạc tiến vào giai đoạn tích lũy, có của ăn của để. Sức khỏe duy trì tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng ốm đau vặt khó tránh. Gia đạo khá hài hòa, trên dưới tôn trọng lẫn nhau, có xung đột đấy nhưng cũng nhanh hóa giải thôi. Xem tử vi năm 2024, tuổi Bính Ngọ, nam mạng và nữ mạng, theo sao hạn. Đối với nam mạng tuổi Bính Ngọ, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nam mạng Bính Ngọ gặp sao Thái Dương. Thái Dương được coi là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu đại sự. Theo niên hạn, năm 2024, nam mạng Bính Ngọ gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt tiền bạc. Hạn cũng chủ đau yếu, ốm đau tốn kém tiền của để chữa trị. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu mệnh, công việc làm ăn của tuổi Bính Ngọ nam mạng thêm phần thuận lợi, có thể mở rộng làm ăn, có cơ hội thăng quan tiến chức, hứa hẹn một năm đầy hào quang trong sự nghiệp. Tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào. Có điều, hành sự phải thận trọng kẻo dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ mà lừa gạt tiền bạc. Sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, nên chú trọng nghỉ ngơi hơn nữa. Đối với nữ mạng tuổi Bính Ngọ, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nữ mạng Bính Ngọ gặp sao Thổ Tú. Năm có sao Thổ Tú chiếu thì đương số dễ gặp trở ngại trong công việc, xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, năm 2024, nữ mạng Bính Ngọ gặp hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương chủ về tranh chấp, kiện tụng trong làm ăn, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong gia đình có tang. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, cát vận của tuổi Bính Ngọ nữ mạng bị chết giảm phần nào. Công việc gặp trục trặc, dễ bị tranh chấp hay liên đới pháp luật. Ăn nói giữ mồm miệng kẻo vướng họa lao ngục chứ không đùa. Trong năm đi đứng cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong gia đình có điểm tang chế. Xem tử vi 2024, tuổi Bính Ngọ, nam mạng và nữ mạng, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Về phương diện sự nghiệp, người cầm tinh con ngựa, được ngôi sao tốt lành thiên cơ và thái dương phù hộ, do đó có thể tạo ra bước đột phá cá nhân trong sự nghiệp. Vận khí khởi sắc ngay từ đầu năm 2024, song trong công việc vẫn có hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi,
tiểu nhân treo trên đầu, dẫn tới tai bay vạ gió. Chính vì thế, cần cẩn trọng và cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng trong mọi việc, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Trời phú cho người tuổi Bính Ngọ, không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt mà còn gặp nhiều may mắn, có phần bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bản mệnh nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Với người đang làm ăn, kinh doanh, sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, trong thời gian tới, bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn nhiều. Nhìn chung, người tuổi Bính Ngọ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài, thứ tài trong năm, sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, năm này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cẩu, cảnh báo tuổi Bính Ngọ cần chú ý trong các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, người kinh doanh cần thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Về phương diện tình cảm, người tuổi Bính Ngọ cũng phải chịu nhiều nỗi buồn phiền trong năm 2024 này. Các mối quan hệ không mấy lý tưởng, có thể chính bản thân bạn tự làm mình hoặc người khác tổn thương. Có thể thấy, công danh, sự nghiệp và chuyện kiếm tiền đã gần như chiếm hết thời gian của con giáp này, khiến bạn không quá để tâm tới tình cảm cá nhân, mối quan hệ tình cảm bị thiếu hụt, xa cách. Mối quan hệ lứa đôi, dù có bền vững đến đâu, nhưng không thường xuyên vun vén, cũng sẽ xuất hiện những vết rạn nứt trong âm thầm. Nhất là khi cả hai ít có thời gian sẽ chia, nhiều chuyện chưa được xác thực mà đã vội vàng quyết định, dẫn đến hiểu lầm, tổn thương sâu sắc, như vậy sẽ càng đẩy hai người ra xa nhau hơn. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn, nếu bản mệnh chịu thay đổi bản thân mình, nếu vẫn còn coi trọng gia đình, tuổi Bính Ngọ nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bản mệnh sẽ thấy mọi việc chẳng còn có giải quyết như tưởng tượng nữa. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 cũng không thực sự lý tưởng. Bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất hại sức khỏe. Đặc biệt là sức ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố cho phương tiện công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo quý cô bác anh chị nhé. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác anh chị về 3 tháng may mắn nhất trong năm Giáp Thìn âm lịch để quý cô bác anh chị có thể chuẩn bị tốt cho tương lai của mình. Tháng phát tài đầu tiên chính là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, vận khí của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 tăng mạnh trong thời điểm này. Cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận, cơ hội kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Càng chăm chỉ cố gắng thì bạn càng dễ thu về túi mình một khoản lớn. Trên phương diện sự nghiệp, nghênh đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của con giáp này hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc. Bản mệnh cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Với người làm công ăn lương, vị thế của bạn trong tập thể cũng ngày càng tăng, tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên cả mọi người tin tưởng giao cho các dự án. Khi cấp trên giao cho nhiệm vụ, tháng mới của bạn có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân,
qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, xuất hiện quý nhân giúp rất nhiều cho bạn. Bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm này cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm bất ngờ. Tài chính của tuổi này cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ, thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Chính tài trong tháng khá vượng là điểm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể xét làm tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp về tay. Địa chi lâm bán hợp, rất thích hợp cho việc làm ăn, buôn bán, ký kết. Do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh, hùn vốn chung với các đối tác làm ăn lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương, nên đều hiểu rõ tính cách và cách thức làm việc với nhau ngay trong tháng này. Tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thật cẩn thận để đề phòng họa hao tài. Đây là một tháng bạn sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho các công việc của gia đình như cưới xin, hiếu hỉ và các công việc phát sinh khác. Bản mệnh càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình. Bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền. Vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí bị hao tổn. Vận nhân duyên khá lý tưởng, các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người đáng tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe của tuổi này cần lưu ý hơn, do ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật, cần dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể của bạn, bởi có sức khỏe là có tất cả. Ra ngoài nên chú ý an toàn, cẩn trọng trong việc sử dụng các vật sắc nhọn khi tham gia giao thông. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng dự báo, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể. Đây cũng là lúc quý vị nên tìm kiếm cho mình cơ hội thay đổi số mệnh, kiếm một khoản tiền lớn về tay sau những tháng ngày vất vả khổ cực. Trong tháng lục hợp xuất hiện, mở ra nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của tuổi Bính Ngọ, công việc tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì lớn. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành các dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm cát tinh Thái Dương nhập cục, nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng như trước nữa. Trong tháng, quý vị cần chủ động làm tốt công việc của mình là được. Sự chủ động này sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được. Dấu hiệu thăng chức, tăng lương mở ra vô cùng lớn. Với người làm ăn, kinh doanh, nhờ có sao Thái Dương cát tinh chiếu rọi, công việc tiến triển thuận lợi, cầu công danh, sự nghiệp trong tháng được toại nguyện. Khi thổ lâm quan ở Ngọ, báo hiệu công danh sáng lạn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội, nhờ đó khẳng định tài năng, thăng chức lên vị trí cao hơn, nắm quyền hành đích thực trong tay. Chính ấn cũng giúp bạn có tinh thần làm việc hăng say, bất kể khó khăn hay trở lực nào, đều đảm nhiệm một cách vui vẻ. Tinh thần làm việc giúp bạn vượt qua thử thách lớn để tiến tới thành công hơn. Bên cạnh đó, trong tháng nếu muốn có được thành công lớn, quý vị cũng nên mở rộng mối quan hệ của mình nhiều hơn. Càng có được nhiều mối quan hệ lớn, thì việc gặt hái thành công, xây dựng sự nghiệp lớn mạnh càng trở nên dễ dàng hơn trước đây. Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng hứa hẹn sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập sẽ suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài,
Điều đó cho thấy tháng này chính tài có phần nhỉnh hơn so với thứ tài, do công danh trong sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng thêm thu nhập như các khoản thưởng nóng do bạn đạt được thành tích tốt trong công việc. Điều mà bạn cần làm ngay lúc này chính là nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, chớ nên chần chừ, do dự, kẻo bạn sẽ để lỡ mất cơ hội vào tay người khác. Trường sinh cho thấy bạn có thể chinh phục được khách hàng nhờ sự uy tín của mình. Bản mệnh không chỉ mở rộng thêm đối tượng khách hàng mà còn giữ chân được nhiều khách hàng cũ, khiến đồng tiền vào túi tăng lên không ngừng. Nếu quan giáp này không ngại làm thêm giờ hoặc nhận thêm các công việc tay trái, thì số tiền dành để trang trải cuộc sống của bạn cũng sẽ tăng lên rõ rệt, tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Với người làm ăn, kinh doanh, thứ tài khởi vượng hơn chính tài, báo hiệu những vận may tài chính sẽ đến với bạn. Tình hình đầu tư, kinh doanh trong tháng khởi sắc rõ rệt, đa số thu nhập của bạn có được là từ nguồn bên ngoài, chứ không phải từ công việc chính. Nhìn chung, tiền bạc rủng rỉnh, tiền tiêu không cần phải nghĩ ngợi. Tình duyên như ý nhờ nhị hợp thái tuế che chở, gia đình được tận hưởng cuộc sống khá êm đềm, ngọt ngào. Cả bạn và người ấy đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không hành xử nông nổi, bốc đồng hoặc đưa ra những yêu cầu vô lý nữa. Tháng này thì chẳng cùng người tuổi Bính Ngọ được dự báo là rất tốt, sức khỏe được đảm bảo, hầu như không mắc tật bệnh nào đáng lo. Dù vậy bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 đón nhận khá nhiều điều tích cực sau bao ngày tháng ngóng trông. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, công việc trong tháng 9 bạn sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Người làm công ăn lương có cơ hội được tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, quý vị có thể xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, theo đó con giáp này sẽ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, bạn có thể chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và được đền đáp xứng đáng hơn. Nếu bạn đang muốn thực hiện các việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Dù gặp những khó khăn ban đầu, ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Người làm ăn, kinh doanh. Tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khả quan, tháng này doanh thu đạt được có thể bù cho cả hai, thậm chí là ba tháng trước. Theo đó, ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn, hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít thuận lợi và lợi nhuận. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay người làm tự do, bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được. Cùng với công việc thuận lợi, tài chính của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có nhiều chuyển biến vô cùng tích cực. Quý vị gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc vào tháng 9 âm lịch này. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh, với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng bận rộn với những đơn hàng tới tấp, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm tàng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh, các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn tiếp xúc được với cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Quý vị có thể ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ, đều có thể thu về khoản tiền lớn,
các hợp đồng lớn nhỏ cũng mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh chi tiêu không phải nghĩ. Có điều, do bản tính hoang dại của chú ngựa, quý vị có thể sẽ có lối chi tiêu hào phóng, nên thường không tích lũy được nhiều. Tháng này đòi hỏi bạn phải học cách chi tiêu tiết kiệm để giữ tiền bạc trong túi của mình không bị lãng phí quý vị nhé. Xem phi tinh tháng. Tháng có bát bạch tải tinh bay về hướng Tây Bắc gặp nhị hắc hung tinh, nơi này cần chú trọng, dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy phù hợp thì tài khí của gia chủ mới vượng. Vì thế người tuổi Bính Ngọ có thể đặt tượng Tỷ Hưu hay Kỳ Lân phong thủy ở phương vị này để có thể dễ dàng thu hút tài khí, từ đó công việc kinh doanh, buôn bán càng ngày càng thuận lợi, việc kiếm tiền làm giàu không còn quá khó khăn. Chuyện tình cảm của Bính Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong tháng 9 âm lịch này, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ với người khác giới và từ đó có thể tìm thấy một nửa của mình. Sức khỏe ổn định, khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục, thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Bính Ngọ, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Bính Ngọ, cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024, làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh yêu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng Bính Ngọ, hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch.
Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.